tham gia chương trình Một Tiếng Kể Hết, Giang Mai Hương lần đầu hé mở những kín về cuộc sống riêng tư. Giang Mai Hương kể rằng khi cô mới từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sống, bố đã không an lòng thì thấy con gái còn quá bé. Thời điểm này, Giang Mai Hương gấp ghé 17 tuổi và vừa giành giải Á quân Việt Nam Idol. Một tiếng kể hết, Giang Mai Hương bỏ nhà đi, cãi nhau với bố mẹ vì mâu thuẫn liên quan đến Lê Hiếu. Giang Mai Hương thừa nhận, cô là người khá bột trực và thẳng tính, vậy nên mới có chuyện nữ ca sĩ đã không ít lần khiến bố mẹ giận vì ngang bướng, cứng đầu. Nhưng ám ảnh và khiến Giang Mai Hương phải bật khóc khi nhớ lại chính là cái lần cô làm bố khóc. Giang Mai Hương nghẹn ngào nói ở một tiếng kể hết rằng cả đời cô chỉ thấy bố khóc hai lần, một lần ở đám tang ông nội và lần khác do cô gây ra. Đấy là thời điểm Giang Mai Hương tầm 20 tuổi, lúc này cô đang còn yêu ca sĩ Lê Hiếu. Ngày ấy Giang Mai Hương có lịch diễn ở Hà Nội vào ban đêm. Buổi chiều hôm đó, Giang Mai Hương ở nhà bố mẹ và có hứa với em trai rằng sẽ đưa cậu nhóc đi diễn cùng chị. Nhưng đến lúc sắp đi thì Giang Mai Hương lại phát hiện ra chương trình kết thúc khá muộn mà ngày hôm sau cậu em còn phải dậy sớm đi học. Thế là Giang Mai Hương đành để em ở nhà. Không nghe lời chị, cậu em khóc quý lên rồi mách mẹ rằng chị Hương chỉ yêu thương hai đứa cháu nhà Lê Hiếu mà không thèm ngó ngàng gì đến em ruột. Bởi thời điểm này, Lê Hiếu cũng thường đưa hai cháu đi diễn cùng, và em trai Giang Mai Hương thì cảm thấy chị yêu thương người ngoài hơn mình. Thấy đại trượng phu khóc, mẹ Giang Mai Hương kế tiếp mắng cô trượt tác. Và giống như cậu em, mẹ Giang Mai Hương cũng cho rằng nữ ca sĩ chỉ biết đến gia đình Lê Hiếu. Quá uất ức, Giang Mai Hương gào lên cô không thể chịu đựng được nữa rồi về phòng dọn đồ, kéo gia ly quảng lên ô tô. Giang Mai Hương nói với bác tài rằng diễn xong thì chở cô ra sân bay để về lại Sài Gòn ngay lập tức, cô không muốn ở nhà bố mẹ thêm chút nào nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, bố Giang Mai Hương đã chạy theo con và lôi gia ly vào nhà. Nhưng mặc kệ bố, Giang Mai Hương vẫn bỏ lên xe để đến điểm diễn cho kịp giờ. Diễn xong, Giang Mai Hương gọi điện cho nhạc sĩ Uy Tuấn xin lời khuyên. Cô còn nhớ là đã bị Uy Tuấn mắng cho một trận vì cái thói hở giận lên một tí là đòi bỏ nhà đi. Sau đó, Giang Mai Hương về lại nhà bố mẹ và thấy bố khóc. Mẹ cô bảo rằng, mày hư lắm Hương à. Tự dưng bao nhiêu nỗi bực tức của nữ ca sĩ cũng trôi bay biến đâu mất. Thay vào đó, cô cảm thấy hối hận vì đã nóng giận với bố mẹ mình vì chuyện chẳng đáng. Mãi về sau này, Giang Mai Hương tự nhủ phải bớt nóng tính hơn để bố mẹ không đau lòng.